Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có câu tình cũ không rủ cũng tới. Cũng vì câu nói này, vì thái độ không kiên quyết dứt khoát với đoạn tình cảm đã hết mà không ít cô gái rơi vào bi kịch, thậm chí còn mất mạng, điển hình như vụ việc mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hoàng, sinh năm 2003, ở Tuyên Quang, án tử hình về tội giết người. Theo cáo buộc, năm 2019, Hoàng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị Bình, sinh năm 2003 ở Tuyên Quang. Thời điểm tháng 5 năm 2022, Hoàng và chị Bình đến khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh để làm công nhân thời vụ. Thời gian này, Hoàng biết người yêu có quen anh Hoàng Xuân Dũng, sinh năm 2001, đồng thời biết chị Bình và anh Dũng thường nhắn tin với nhau. Điều này khiến Hoàng và người yêu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện tình cảm. Khoảng tháng 7 năm 2022, Hoàng làm công nhân hàn xì ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong khi đó, chị Bình làm nhân viên gội đầu ở Bắc Ninh. Tháng 9 năm 2022, dù không còn tình cảm với chị Bình, nhưng Hoàng vẫn nhắn tin với tình cũ, chửi chị Bình đã cắm sừng và chị Bình cũng đối đáp những lời khó nghe. Cuối tháng 9, Hoàng hỏi vay tình cũ 1 triệu đồng để trả góp tiền mua điện thoại. Đến giữa tháng 10, chị Bình đòi tiền thì bị cáo khất rồi sau đó tuyên bố không trả. Sau đó, anh ta lên mạng tải một clip của một người phụ nữ hở vùng nhạy cảm, quay không rõ mặt rồi đăng lên trang Facebook cá nhân kèm lời nhắn ám chỉ người trong clip là chị Bình. Do Facebook được đăng ký bằng số điện thoại của chị Bình, thì ngay sau đó chị đã đăng nhập vào Facebook của Hoàng và gỡ clip. Vì chuyện này, hai bên tiếp tục nhắn tin chửi nhau. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, Hoàng nảy sinh ý định giết người yêu cũ. Khoảng 18 giờ hôm sau, Hoàng tìm đến quán cắt tóc gội đầu nơi chị Bình làm việc. Trước khi ra tay với tình cũ, anh ta viết bài đăng trên Facebook với những lời lẽ kiểu "Hôm nay là ngày cuối cùng của mày". Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, tại quán cắt tóc gội đầu nơi chị Bình làm việc, bị cáo đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người tình cũ. Cũng có mặt tại đó, anh Dũng lao vào can ngăn nhưng bị Hoàng túm áo khiến anh mất đà ngã xuống nền nhà. Hoàng cầm dao đâm chém đến khi anh Dũng bất động. Thấy vậy, chị Bình bỏ chạy ra ngoài đường. Đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp. Dù tình cũ cầu xin tha mạng nhưng bị cáo đã đâm chém nhiều nhát khiến chị Bình ngã xuống vỉa hè. Hoàng vứt dao tại một gốc cây ở vỉa hè rồi tiếp tục cầm chiếc cào chém vào chị Bình. Bị cáo còn quay lại quán cắt tóc gội đầu, dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào anh Dũng khi nạn nhân đang nằm bất động. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Về phía hai nạn nhân, được mọi người đưa đi cấp cứu, chị Bình đã tử vong ngay sau đó. Còn anh Dũng được cấp cứu điều trị kịp thời, tổn thương 60% sức khỏe. Dẫu biết khi tình yêu kết thúc, người còn tình cảm là người đau khổ, là người thua trong cuộc tình. Thế nhưng nếu không biết cách cân bằng vượt qua thì sẽ vô cùng đau đớn. Cách đây không lâu, vụ án sát hại bạn gái cũ, phần xác đem sang tỉnh khác phi tang gây rúng động dư luận, bởi nó không chỉ để lại nỗi đau cho người ở lại mà còn gióng lên hồi cảnh báo về suy đồi đạo đức của một bộ phận người dân hiện nay. Chiều 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản, đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989, quê tỉnh Gia Lai. Theo nội dung vụ án, Hiếu và chị D.I.N, sinh năm 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, có quan hệ yêu đương từ năm 2010 khi Hiếu theo học tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng tháng 7 năm 2017, Hiếu và chị N chia tay nhau do có mâu thuẫn, Hiếu về Gia Lai sống. Sau khi chia tay, Hiếu thường vào Zalo của chị N để theo dõi cuộc sống của người yêu cũ. Một lần, Hiếu thấy chị này đăng hình chụp chung với bạn trai mới nên nảy lòng nuối tiếc. Không kiềm chế được, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở hẻm số 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp để lưu trú, rồi hẹn gặp chị N để níu kéo tình cảm. Tối 31 tháng 5 năm 2018, Hiếu rủ một số người bạn cùng chị N đi uống nước. Sau đó, Hiếu đưa chị N về phòng trọ của mình để nói chuyện. Tại đây, chị N nói sẽ gặp Hiếu lần cuối cùng vì không muốn dây dưa nữa, nhưng Hiếu không đồng ý. Hiếu muốn nối lại tình cảm xưa, nhưng chị N từ chối. Từ đó, Hiếu nảy sinh ý định giết chị N. Rạng sáng hôm sau, Hiếu dùng tay trái bịt miệng chị N và siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiếu trói hai tay nạn nhân ra phía sau và dùng băng keo dán miệng lại, rồi Hiếu nằm cạnh thi thể ngủ tới sáng. Sáng cùng ngày, Hiếu thức dậy, ra khỏi phòng trọ đi ăn sáng như bình thường. Đến khoảng 10 giờ, Hiếu về phòng trọ, phân xác của chị N cho vào túi ni lông rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Đến tối, Hiếu lấy một số vật dụng cùng quần áo của chị N bỏ vào cốp xe của hai chị này và điều khiển chiếc xe này rời khỏi nhà trọ. Hiếu cũng gọi cho anh S là bạn của Hiếu tại Tây Ninh hẹn lên nhà anh S nhậu. Đến sáng mùng 2 tháng 6 năm 2018, Hiếu điều khiển xe máy đi tiếp. Khi đến khu vực bãi đất trống trên quốc lộ 22B thuộc địa bàn ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu lấy bọc đựng quần áo cùng một số vật dụng cá nhân của chị N vứt đi. Hiếu đến nhà anh S chơi, để chiếc xe máy của chị N lại nhà anh S và nhờ anh này bán giúp. Sau đó, Hiếu bắt xe buýt về thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2018, Hiếu chạy chiếc xe máy của mình, chở 11 bọc ni lông chứa thi thể chị N quay lại nhà anh S. Tại đây, Hiếu để lại một số đồ vật, quần áo và một phần thi thể chị N tại nhà anh S. Phần thi thể còn lại của chị N, Hiếu chở đi vứt tại bãi đất trống thuộc khu vực huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Anh S nghi ngờ Hiếu bất chính khi vô tình chạm vào bịch chứa một phần thi thể nạn nhân mà người bạn đến chơi gửi lại nên âm thầm báo công an. Từ nguồn tin này, hành vi dã man của Hiếu bị phanh phui. Sau khi bị bắt, Hiếu khai do nghĩ chị N sắp lấy chồng nên ghen tuông, muốn nối lại tình cảm xưa nhưng không được nên giết bạn gái cũ. Tuy nhiên khi ra tòa, Hiếu phản cung cho rằng mình không có ý định giết người yêu. Theo Hiếu, trước đó có đưa cho chị N 400 triệu để mua nhà, nhưng chị N không mua nhà mà mua vàng và đưa cho người khác vay. Sau khi sử dụng ma túy, Hiếu nói chuyện với chị N về số tiền này thì xảy ra mâu thuẫn. Trước khi sát hại chị N, cả hai đã cùng sử dụng ma túy đá và xảy ra mâu thuẫn trong tiền bạc. Trong cơn ảo giác, N bóp cổ bị cáo nên bị cáo kẹp cổ, dùng băng keo dán miệng N. Sau đó bị cáo trói tay N rồi đi xuống dưới nhà, tiếp tục sử dụng ma túy đá và ngủ thiếp đi, Hiếu khai. Sáng hôm sau, Hiếu đi liền gác thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Hiếu cho rằng chính việc dán băng keo đã khiến N ngạt thở, chứ bị cáo không cố ý giết nạn nhân. Bị cáo không cố ý giết người yêu, bị cáo cũng không có lý do gì để giết cô ấy, Hiếu biện minh. Khi được hỏi tại sao phân xác nạn nhân một cách tàn nhẫn, Hiếu không lý giải được, không hiểu sao hành động như vậy. Hiếu cũng phủ nhận mình cướp tài sản của chị N. Vì theo Hiếu, sau khi nạn nhân chết, Hiếu không biết bỏ tài sản ở đâu nên mang theo chứ không có ý định cướp. Dù Hiếu phản cung, quanh co chối tội, nhưng đại diện Viện Kiểm sát và cả hội đồng xét xử đã không chấp nhận lời khai của bị cáo Hiếu. Theo hội đồng xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận bị cáo Hiếu cố ý giết chị N, sau đó cướp tài sản. Hành vi của bị cáo gây đau thương mất mát, không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Cần thiết phải loại bỏ bị cáo hoàn toàn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Hiếu phải chấp hành là tử hình. Chị N ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, Hiếu thì đối mặt với bản án tử hình cho tội ác của mình, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình nạn nhân. Tất cả là bi kịch của tình yêu mù quáng, giá như Hiếu bình tĩnh hơn, giá như chị N có cách cư xử tốt hơn sau khi chia tay, thì có lẽ nỗi đau đã không xảy ra. Quay lại, thời điểm sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra. Sau nhiều giờ chờ đợi giám định pháp y, thi thể của chị N, 27 tuổi, đã được gia đình đưa về nhà tại huyện Bình Chánh để lo hậu sự. Trước sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ bị người yêu cũ sát hại, những người có mặt tại đám tang chiều ngày 5 tháng 6 không khỏi nghẹn lòng. Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ nằm trong xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khi gia đình ông D, 50 tuổi, cha của nạn nhân, đưa thi thể chị N, 27 tuổi về nhà. Không đứng vững trong lúc đưa lính cứu con gái vào trong nhà, vợ chồng ông D ngã quỵ, bật khóc nức nở. Hàng trăm người dân quanh vùng cũng có mặt tại nhà ông D để chia buồn cùng gia đình. Ai nấy đều lặng lẽ, không nói một lời nào trước nỗi mất mát quá lớn mà gia đình đang gánh chịu. Con ơi, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi hỡi con? Tại sao lại như vậy hả con? Bà G, mẹ chị N, nức nghẹn từng tiếng khi nhận thi thể con. Chứng kiến vợ khóc thương con, ông D cũng nghẹn ngào trong nước mắt, dù suốt cả ngày ông đứng lặng ở nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để chờ nhận thi thể con. Đứng vịn tay vào chiếc quan tài có thi thể con gái, ông D không giữ được xúc động, gào khóc gọi tên con. N ơi, sao lại như vậy hả con? Sao lại bỏ bố mẹ mà đi như vậy? Khiến những ai chứng kiến đều không khỏi xúc động. Theo gia đình, chị N và nghi can Hiếu cho biết, cả hai là người yêu cũ của nhau, đã chia tay gần 4 năm. Khi biết được chị N có dự định cưới chồng vào năm sau với người yêu mới, Hiếu từ Gia Lai lên Sài Gòn để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, khi bị chị N từ chối thì Hiếu đã ra tay sát hại rồi phân xác thành nhiều mảnh đem đi phi tang. Con bé tính cưới chồng vào năm sau, nỡ lòng nào thằng Hiếu lại sát hại con bé dã man như vậy. Gia đình tôi từng kêu mang nó cơ mà. Ông Đê gào khóc trước linh cữu của con gái. Có mặt tại nhà ông Đê từ sớm, Hát, người yêu cũng là người N dự định cưới vào năm sau, đau đớn khi nhận thi thể vợ sắp cưới. Nấc nghẹn không nói thành lời, nhìn chiếc quan tài nơi người yêu mãi mãi đã nằm xuống, Hát phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân mới giữ được bình tĩnh. Mấy ngày qua, Hát nó có ăn uống gì đâu, cứ mải mê đi tìm con N mất tích. Giờ thì con bé đã mất rồi, không biết nó có gắng gượng được qua nỗi đau đớn này không. Cả hai dự tính sẽ đám cưới với nhau cơ mà, người nhà ông Đê chia sẻ. Những người có mặt tại đám tang ai cũng bàng hoàng bởi trước đó chị N vẫn sinh sống cùng gia đình, N lại là một cô gái trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn. Một người hàng xóm chia sẻ, tôi mới nghe tin con bé mất tích, cả nhà thằng D tá hỏa đi tìm mấy ngày nay, có ngờ đâu nó lại bị thằng yêu cũ giết cơ chứ, đau xót quá N ơi. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.